Mến chào các bạn trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc rất là hay trên nền của ca khúc Người Mèo Ơn Đạo, nhạc Hula. Đây là một bài của mình biên đạo bao gồm có 8 câu nhạc 8, 64 bước. Chúng ta có thể di chuyển một hướng hoặc chúng ta có thể di chuyển 4 hướng theo chiều ngược kim đồng hồ, tức là bên tay trái của chúng ta. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cứ thế chúng ta sẽ đi cho đến khi hết nhạc thì thôi. Cách thứ hai, chúng ta sẽ di chuyển hướng qua bên trái, sau đó lần lượt di chuyển qua 4 hướng. Mình sẽ hướng dẫn cách thứ hai này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, chuyển hướng 7, 8. Và hướng thứ hai, tức là hướng bên tay trái của chúng ta. Sau đó chúng ta lại trở lại câu số 1 cho đến khi hết nhạc thôi các bạn nhé. Bên tay trái này, hướng thứ hai này, hướng thứ ba này, hướng thứ tư, và cuối cùng chúng ta sẽ trở lại hướng ban đầu. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dạo nhạc, các bạn đứng đúng tại chỗ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nội dung chính của bài 8 câu nhạc 8. Câu số 1, di chuyển bên phải bước ghép. Bắt đầu bằng chân phải, 1, chụm chân trái, 2, đưa chân phải sang ngang 3, chụm chân trái, 4. Sau đó chúng ta lại đổi hướng bên trái, đi kép bên trái, 5, 6, 7, 8. Làm lại nhé, nhanh hơn một chút này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, các bạn sẽ di chuyển lên trên, bước chân phải trước, sau đó nấc chân trái lên. Ta sẽ đến này, 2, chân trái, 2, chân phải, 3, và chân trái co lên, nấc lên, 4. Sau đó các bạn đặt chân trái lùi xuống, 5, chân phải lùi, 6, chân trái 7, và chân phải gõ tại chỗ 8. Mình sẽ đếm lại câu số 2, 2, 2, 3, co, 4, 5, 6, 7.8. Câu số 3, lắc không tại chỗ, bước bên phải và chúng ta sẽ hất không bên trái, 3, 2, 3, 4. Nếu các bạn lắc đơn giản, 3, 2, 3, 4 cũng được nhé. Chúng ta lắc này, 3, 2, 3, 4. Lắc kỹ thuật hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu bên phải và chúng ta sẽ hất không bên trái. Bắt đầu, 3, 2, 3, 4, đưa chân phải lên, 5, 6, lùi chân trái 7, và chấm mũi chân phải 8, đến này, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm lại câu 3, 3, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Câu số 4, các bạn lại đưa chân phải lên 4, trụm chân trái 2, lùi chân trái xuống 3, trụm chân phải 4. 4, 2, 3, 4. Sau đó, các bạn sẽ chám chân phải 5, vắt chân trái sang 6, lùi chân phải 7 và thu chân trái về 8. Chúng ta đến 5, 6, 7, 8. Kết hợp với câu đầu nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy chúng ta đã kết thúc 4 câu đầu tiên. Mình sẽ sâu chuỗi 4 câu đầu tiên một cách hoàn chỉnh. Di chuyển bên phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2, 4 câu tiếp theo. Hay mình sẽ đến từ câu số 5 đến câu số 8. Câu số 5, các bạn sẽ đưa chân phải lên, đá chân trái sang ngang, vắt chân trái lên, đá chân phải sang ngang, lùi chân phải xuống, đá chân trái và lùi chân trái, đá chân phải sang ngang, hoặc các bạn có thể thu tại chỗ. Mình sẽ đếm câu 5 này. 5, 2, 3, 4, lùi nào. 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn một chút nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 6, các bạn sẽ đá chân phải lên, đá xuống, đá lên và thu về. Chuyển hướng bên phải, đá lên chân trái, đá xuống chân trái, đá lên chân trái và thu về. Chúng ta thực hiện với chân phải sau đó với chân trái sau nhé. Đến này, 6, 2, 3, thu 4 này. Chuyển chân 5, 6, 7, thu 8. Đếm nhanh hơn một chút này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ kết hợp câu 5 và câu 6 nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 7 các bạn đá chân phải lên, đá chân trái lên, đá chân phải lên và đá chân trái lên. Kết hợp với tay, tay vòng ngược lên với chân phải, tay vòng ngược lại úp với chân trái, ngược lên và úp xuống. Mình sẽ đếm nhịp nhé. 7, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Phần này mình sẽ quay trước để các bạn quan sát tay nhé. Các bạn sẽ vòng một vòng này, từ bên trái qua bên phải, vòng lên với chân phải. Sau đó từ bên phải lại vòng sang bên trái, tay úp xuống với chân trái. Phải, trái, phải, trái, ngược lên, úp xuống, ngược lên, úp xuống. Đếm nhịp sẽ như sau này. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và động tác cuối cùng, động tác số 8. Các bạn sẽ lượn một vòng bên phải, sau đó lại lượn một vòng bên trái. Bắt đầu bằng chân phải nhé. 8, 2, 3.4. Sau đó lại bắt đầu bằng chân trái. 5, 6, 7.8. Chúng ta di chuyển bên phải, sau đó sẽ di chuyển bên trái. Và cái câu cuối cùng này chúng ta có thể giữ nguyên hướng hoặc các bạn sẽ đổi hướng sang bên tay trái của chúng ta để chúng ta di chuyển qua bốn hướng cho bài nhảy của chúng ta đa dạng phong phú các hướng các chiều các bạn nhé. Mình sẽ quay đằng sau thực hiện lại câu số 7 này. Chúng ta chỉ thực hiện với tay phải thôi, tay trái chấm hoa hồng này. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8 đi ngược vòng bên phải với chân phải trước. 8,
2, 3, 4. Sau đó lại di chuyển sang bên trái với chân trái 5, 6, 7, 8. Cách thứ hai, các bạn sẽ di chuyển hẳn sang bên tay trái của mình. Mình sẽ thực hiện câu số 8 này. 8, 2, 3, 4. Xoay ngược lại đằng sau các bạn nhé. Bắt đầu này, 5, 6, 7, 8. Lúc bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang hướng tay trái của mình. Sau đó các bạn lại bước bên phải trở lại câu số 1 cho đến khi hết nhạc bị thương các bạn nhé. Mình sẽ sâu chuỗi từ câu số 5 đến câu số 8 nhé. Bắt đầu tổ hợp số 2, từ câu số 5 đến câu số 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dừng nguyên tại chỗ, sau đó chúng ta lại trở về câu số 1, di chuyển nhanh bước kép 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoặc cách thứ hai các bạn có thể thực hiện câu số 8 này. 8, 2, 3, 4, xoay ngược lại đằng sau mình nhé. 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại di chuyển bên phải câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ nội dung của bài hướng đằng trước, sau đó đến hướng đằng sau nhé. 8 câu nhạc 8 chúng ta sẽ đếm liền này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8 có hai cách này. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giữ nguyên hướng các bạn nhé. Và cách thứ hai này. 8, 2, 3, 4, di chuyển hướng sau nhé. 5, 6, 7, 8, tức là bên tay trái của mình. Sau đó các bạn lại đi lại từ câu 1 đến câu 8 cho đến khi hết nhạc bị thương các bạn nhé. Di chuyển qua 4 hướng theo chiều ngược kim đồng hồ, tức là bên tay trái của mình. Mình sẽ quay đằng sau này. Một lần nữa, 8 câu nhạc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cách thứ 2, 8, 2, 3, 4, xoay 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện hướng thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cứ thực hiện đến 8 câu nhạc 8, hướng thứ 2, hướng thứ 3, hướng thứ 4. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Bài chúng ta đến đây là hết rồi, thật đơn giản phải không các bạn? Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.